nha, Hoàng tử trong mơ. Dạ vâng, một ca khúc rất là năng lượng và rất là sôi động luôn quý vị. Vậy thì Hoàng Suri đã có Hoàng tử trong mơ của mình chưa? Dạ dạ có rồi, có rồi. Wow, để đếm đi. 1, 2. Ôi nhiều dữ vậy đó hả? Ôi thật là đào hoa. Rồi cô Long ơi, còn mấy vé em ơi? Mấy vé? 3 vé cuối tay đủ nhiều mai quý vị. Mình lừa tới lừa luôn không bằng những lá vé cuối. Mà nhất là ở dòng loại thần tài này, mình sẽ dò xứ được 2 lần. Và một điều mà quý vị lưu ý là những lá vé mà quý vị đã dò ở những vòng loại trước rồi, mình sẽ giữ lại nha quý vị, chứ đừng dội xóa bỏ. Tại vì cuối giờ mình sẽ có chương trình đổi vé. 5 vé cũ sẽ được đổi thành một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng để bỏ vào chiếc thùng này nè quý vị. Và cái thùng thăm này nè, mình sẽ bốc được cho 4 ngày, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật không quý vị ha. Đó thật ra là khi mà quý vị bốc ngày hôm nay mình không đoạt giải rồi, mình giữ cái lá vé đó lại. Đêm ngày mai mình vẫn còn bốc được nha quý vị nha. Và mỗi đêm cái dòng bốc thăm này nè, mình bốc đến khi nào có người đọc giải thì thôi. Đúng không chị? Đúng ha, như chị đã từng thấy những đêm trước đúng không ạ? Dạ, cảm ơn chị nha. Rồi, dòng lời này mình sẽ mời một vị khán giả lên đây để hỗ trợ chị cái nát lưu tương nằm quay cờ luôn. Dạ, đúng rồi chị. Hồi nãy mình mời ở trong rồi, bây giờ mình mời ở ngoài thôi. Hồi nãy có một anh là muốn được lên đây để quay lòng cầu để... coi như là có niềm tin với cái hát lô tô Hương Nam. Bây giờ anh không có tin, anh không có tin tưởng. Dạ, sao anh nào ngay từ bây giờ em sẽ mời anh trai đó tên gì, Thế Dũng ơi, tên Điền đúng không? Rồi anh Điền ơi, anh Điền ơi, anh cứ lên đây để mà hỗ trợ cho cái hát lô tô đang quay cờ nha. Anh Điền ơi, anh Điền ơi, anh Điền vào chỗ trống của em nè. Dạ anh quay nhớ cho đều tay nha anh nha. Dạ rồi anh chị khách ở bên ngoài ơi, hồi nãy có anh chị nào đưa cho anh Lan hồ tờ 500 mà chưa thói không mà giơ tay để nhận lại tiền thừa giùm em nha. Đây anh đây. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều nha. Đó, rồi anh Điền đâu rồi? Anh Điền đâu? Anh Điền ơi, anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Rồi mời anh lên quay đồng cầu giùm em ạ. À. Dạ để mình tạo lòng tin giữa hai bên anh ha. Rồi trước tiên thì em sẽ quay đó. Rồi anh nhớ quay mạnh mạnh nha anh nha. Đó, quay càng mạnh càng tốt nha anh. Đây rồi, bây giờ ai chưa có lá vé thì quý vị tương tình ủng hộ giùm chúng em. Nhất nhẹ và đồng bàn tay chúng mình sẽ tới phục vụ liền quý khán giả. Còn dạ, nếu ai có là... đây rồi, nếu ai có lá vé rồi xin hướng mắt về sân khấu bắt đầu. Giờ số cũng chúc quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn. Và chúng ta sẽ đến với lượt quay số đầu tiên. Có dòng lời thần tài đó chính là một con bao lì xì giá 2.400.000 đồng. Đúng rồi, em ở đây nè, đúng rồi. Mấy chị ra, cái mấy chị đây, cái mấy chị đây, cái mấy chị đây, cái mấy chị đây, đang làm màn nghe tôi kêu cờ ra. Cờ ra con mấy, số gì đây, số gì đây, con số gì đây, mấy chị đây, tuổi bông tôi mong, rồi tôi xin con cờ ra, sao để ra mà con mấy, rồi ra mà con mấy, con số gì đây, mấy chị ra, số gì đây, con số gì đây. Ghé đây là Quỳnh Trang ơi. Vé đây là vé đầu bàn á, vé đầu bàn, cái vé đầu bàn là vé đầu bàn. Vậy là vé là rồi, có vé được em ơi, có rồi. Số luôn. Số gì đây vé đưa cho Quỳnh Trang nè. Số gì ra cái mấy chị đi, cái mấy chị đây, cái mấy chị đi, cái mấy chị đây. Bước bước tay trong gió, bước bước khi đứng ra, bước bay thì qua sẽ tàn, bước bay là qua sẽ tàn. Qua tàn là một đời qua tàn, là một đời qua. Móc vé ra nó dò số luôn, dò số luôn. Số gì đây, số gì đây, cái số gì đây. Ta là bao nhiêu hết, ta làm lại từ đầu. Ta là bao nhiêu hết, ta chẳng ngờ gì đâu. Cho quên đi đến đâu, khỏi bằng tâm ngày sau. Vì một người như thế, có đáng hay không? Chuyện tự tin như thế. Thằng đó thấy chưa? Thằng trời đã hát nhạc giật con thì đừng căng cổ. Tao đang hát nhạc giật, cái chưa thằng trời đã đẻ mày ra đau người tim nữa. Đau người hả? Đau cái gì, đau cái gì, chị Quyên đau cái gì? Thì nhất mình nhất mẩy là được vậy. Đánh tràn vào cho mẹ hát. Số gì đây? Số gì đây? Ngoan đi con. Ngoan đi. Thế cái con lại làm như gì? Sao con lại làm như gì? Ghe mép bà nội mà bây giờ. Số gì đây à? Số gì ra? Số gì ra? Số gì đi? Số gì đây? Thì là em muốn ra đi. Ok như vậy đi. Đã cần em thấy từ tôi tới trong đây yêu tôi. Thầy thầy lên cứ đi đi. Đừng vì muốn bao quên ai. Mà đã thấy thấm vào tôi chắc là như thế. Giống loại hạnh phúc cho em được tự do. Giống loại hạnh phúc. Con 17. Con 17, con 17 là con 17. Con 17, con 17, con 17, con 17 mới một con mua giấy còn người quý vị ơi. Con 17, con 17, số gì đi, số gì ra. Số gì đi, số gì đây. Xình cái xình, cái xình, cái xình, cái xình. Xình cái xình, cái xình, cái xình, cái xình. Con
số 9, con số 9. Con số 9, con số 9, con số 9, con số 9. Con số 9, con số 9, con số 9. Số gì, con số gì đây? Con 17, con 17, con 17, con 17. Con số 9, con số 9, số gì, con số gì đây? Ai ngồi nước mưa bằng đòn và những son? Con phải linh đồn bao tình em trải vô. 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, số gì đây, số gì ra? Số gì đây, mai gì đây, mai gì ra? Tiếng em hát thì đừng mấy chim lắng nghe. Tên của nàng là loài chim sơn ca. 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, số gì ra, mấy gì đây? 4 gì đây, 4 gì đây, 4 gì đây, câu chuyện tâm cam. 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48. Ba chị đây, ba chị đây, ba chị đây, ba chị đây, ai đi kêu các cái lại núi sang. 38, 38, 38, 38, 38, 38, số gì đây, số gì đây, muốn thằng xa xăm. Còn số 5, 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 còn số 5. Số gì đây, có ba gì đây, có ba gì đây, ba gì đây. Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau cũng gặp phải gì mà gì đây. 37, 37, 37, 37, thì 37, 37, 37, con 37 hạ gì đây, con ai gì đây. Xuân xa hơn sầu thương về quê mẹ, tên xa nhà buồn bã nhớ quê cha. 23, 23, 23, còn 23, 23, 23, số gì đêm mai, gì đêm mai, gì đây. Dù đã cất bước đến cho nơi nào, dù cho mây đen vây quanh bầu trời. Con yêu ơi, con yêu hãy quay về nào. Con số 6, con số 6, con số 6, con số 6. Con số 6, con số 6, con số 6, con số 6. Bốn gì đây, con bốn gì đây, con bốn gì đây, bốn gì đây. Trai Việt Nam hình lành mà chất phái, như gái Việt Nam tháo giác mà đảm đang. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, cất cao câu hát số còn lại nhé. Chúng em kiểm tra lại những câu cờ bên trên của quý vị nha. Và ai đã may mắn đoạt giải của số 39 lên sân khấu quý vị. Dạ rồi, rồi cảm ơn anh Điền nha. Xin chào tất cả anh chị ạ. Dạ rồi, tao là bé của chị gái. Dòng loại 142, 142 đúng dòng loại. 39 có 1, 48 có 2, 23 có 3, 17 hợp lệ. Kính thưa quý vị, dòng loại 142 dạy chúng ta chéo giùm em nha. 39 có, 48 có, 17 có, số 6 hợp lệ. Tờ là vé của chị gái. Tiếp theo dòng loại 145 đúng dòng loại. 39 có, 48 có, 17 có, số 6 hợp lệ. Cứ thưa quý vị, dòng loại 145 đúng dòng đúng dòng loại. 17 có, 23 có, 39 có, 48 hợp lệ. Dòng loại 141 đúng. 39 có, 48 có, 17 có, số 6 hợp lệ. Dạ rồi, tờ lá vét của chị gái dòng loại tiếp theo 141 đúng dòng loại. 39 có, 48 hợp, 23 có, 17 hợp lệ. Dạ rồi, con cứ thưa quý vị, chúng ta đã có 6 chiếc giờ may mắn đó dài. Và bây giờ mình chia đều 5 phần vàng ra hay là mình quay số mà anh chị ơi. Còn nếu khó quá mình lấy cặp lo đi, bây giờ giải tán. Dạ sao ạ? Sao chia đều ha. Dạ rồi, mời các anh chị vào bên trong nhận về giải thưởng của mình. Cứ thưa quý vị, mà tờ là vé của quý vị còn một lần sử dụng nữa cho lực thần tài. Với giá trị giải thưởng sẽ là một phong bao lì xì 1 triệu đồng. Phục vụ cho quý vị ngay dòng lợi này luôn quý vị nha. Vẫn tờ là vé cũ, chúng ta dò tiếp luôn, không cần phải dò lại từ đầu. Kính chúc quý vị gặp điều may mắn bắt đầu. Dò số. Cô số gì đây, mày gì ra, cô mày gì ra. Mày gì đây, mày gì đây, cô mày gì ra. Cô mày gì ra, mày gì đây, dòng lời thân tay. Lượt thân tay, bao lì xì 1 triệu đồng. Thuộc về ai, thuộc về ai. Hồi hộp quá, hư cái lòng cầu hai con quỷ. Trời ơi, cô mày gì đây, mày gì đây, cô mày gì đây. Có ai đợi chứ quý vị ơi. Bây giờ ai đang đợi, giơ tay lên một cái là trúng liền, hứa luôn.
được không? Cô làm gì đây? 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 Cũng đang bé gái 57 là lấy vé thờ hơn rất lâu hay dừng xe. Năm mươi bảy là con số may mắn. Đi đâu mà đông gì vậy mấy cha? Trời ơi, đi họp lớp hả? Kính thưa quý vị, dòng loại 145 đúng yêu được kêu loại 57. Có 47. Có 2. 17. Có 3. Số 9. Hợp là... Còn loại 141 đúng không? Loại 57 như kêu qua. Có 24. Có 10. 17. Có số 5. Hợp lệ. Kính thưa quý vị, dòng loại 142 đúng yêu được kêu loại 57. Có 37. Có 23. Có số 9. Hợp lệ. Đã ra là loại 145 mà. Đúng. 57 có. 24 có. 17 có. Số 5 ạ. Hợp lệ. Cứ đưa việc dòng loại 141 đúng cái yêu đứng loại 57 có. 37 có. 23 có. Số 9 hợp lệ. Đã ra vòng loại 145 đúng vòng loại 57 có. 37 có. 23 có. Số 9 ạ. Hợp lệ. Rồi cứ đưa việc dòng loại 142 đúng cái yêu đứng loại 57 có. 24 có. 17 có. Số 5 yeah. Đã ra vòng loại 142 đúng vòng loại 57 có. 47 có. 17 có. Số 9 là hợp lệ. Rồi con này nó nói thêm chữ có 1 có 2 nó chết thì sao? Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 chủ nhân là may mắn đoạt giải trong loại này thưa quý vị. Và bây giờ mình chia đều hay mình quay số. Nếu mà chia đều mỗi người chắc được một cái đầm ngọc kim 150. Sao anh chị? Sao mình chia đều anh quay số? Quay số. Tặng anh con gấu nhỏ thì lấy gấu nhỏ. Rồi quay thì quay quay hả chia. Quay luôn. Quay luôn. Chia. Quay. Quay luôn. Rồi dạ chúng ta sẽ áp dụng đó là quay số quý vị cho tờ lá vé mới trong loại mới đó là 30.000 đồng cho một tờ lá vé đôi thưa quý vị ơi. Vâng ạ, mình sẽ bắt đầu quay số để chọn ra ai số lớn nhất sẽ nhận về trọn vẹn giải thưởng chính là một phong hoa lì xì trị giá 1 triệu đồng. Tại vì bây giờ mà chia ra thì cũng rất là ít rồi. Rồi cho nên là mình sẽ quay số luôn. Người đẹp Úc Bạch Khải sẽ bắt đầu bỏ những chấp anh vào lòng cầu để chúng ta tìm ra con số lớn nhất sẽ là ai đoạt giải đây. Hồi hộp và chờ đợi. Rồi, mời Sơn Ca dẫn từng anh trai chị gái lên đi. Rồi anh trai đầu tiên, con số của anh sẽ là 23. Vâng, 23. Rồi anh đứng ở đây nha. Biết chị đầu gái rồi. Tiếp theo. Trời ơi, 58. Vâng. Chị ơi, chào anh nha. 58 đang là con số lớn nhất. Anh trai tiếp theo ạ. 53. Vâng, em chào anh. Anh trai tiếp theo. Rồi, anh trai tiếp theo 39. Bye bye. Thế chị đã. Rồi, chị gái tiếp theo 48. Vâng, chào chị. Rồi, 58 vẫn đang là lớn nhất thưa quý vị. Rồi, anh trai tiếp theo. Tuyệt vời quý vị ơi, 30 chưa phải là Tết. Số 3. Chào em chào anh ạ. Chào ông tưởng ông anh lời. Rồi, chị ơi. Chị gái tiếp theo 29. Và anh trai cuối cùng. Người cuối cùng quý vị. Số 5. Như vậy chị gái sẽ là người nhận trọn vẹn giải thưởng. Đó chính là con ba lì xì trị giá 1 triệu đồng. Tuyệt vời. Kính thưa quý vị, tờ lá vé mới cho một loại mới này đã là 30.000 đồng cho một tờ lá vé đôi. Chúng ta sẽ nhận về một tờ lá vé đôi là hai bên đúng không quý vị? Hai tờ lá vé khác nhau cho nên là chúng ta có thể dễ trúng hơn, nhân đôi cơ hội quý vị sẽ may mắn đoạt giải. Giá trị giải thưởng vẫn là 5 phần vàng phục vụ cho tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ, dòng loại này tụi em sẽ không có hát giữa giờ. Dạ. Sổ luôn ngay bây giờ thưa quý vị. Dạ đúng rồi quý vị. Hiếm khi có dòng loại mà mua một vé được tặng một vé. Thành ra quý vị, trên tay của mình nhất định phải có cái lá vé này. Mình dò bên đây rồi, mình sẽ dò tiếp bên kia. Và quý vị lưu ý là lá vé này đừng xé ra nha quý vị nha. Xé ra là lá vé sẽ không hợp lệ quý vị. Rồi hai vé đây luôn nè Sĩ Thanh. Ở đây luôn nè Linh ơi đó. Ai chỉ có vé giơ tay lên liền cho em quý vị ơi. Rồi, Nam Thanh Lịch nào chạy lên lầu giùm mình luôn ạ. Dạ rồi, bên lầu bên đây luôn ạ. Nè Nam Thanh Lịch cô Long. Cô Long chạy lên lầu chị đi. Nó bắt đầm vô Nam Thanh Lịch ác thì trời. Thật ra ban đêm nó mưu sinh thôi chứ ban ngày nó chạy xe ba gác nó đổ xà bần. Trời ơi, ơi dữ thần vậy sao. Cái thằng đó đó, rồi lên trên đi cưng. Đó. Rồi cái anh này ban ngày làm gì chị? Hả? Anh xông quân ban ngày làm gì? Đi nói mi, đi nói mi đắp neo rồi đó. Rồi Sĩ Thanh ơi còn mấy vé em ơi. Còn vài vé chót không quý vị ơi. Ai chưa có vé giơ tay liền cho chúng em thấy để mà chúng em phục vụ vé liền cho quý vị. Để vé ra đây nè. Đây nè, đó bên tay của Sơn Ca nè, đó hai ba vị khán giả luôn nè. Dạ rồi chúng tôi quý vị và ngay bây giờ chúng em sẽ phải được mời một vị khán giả thân thương đại diện cho khán giả ở đây lên sân khấu để quay số quý vị ơi. Ai dạ? Ai ở đây rằng có anh trai nào đẹp trai có đi sáu muối không quý vị? Có ai sáu muối không quý vị?
Trời ơi, con giơ tay xuống hỏi sáu muối nó giơ tay lên nội ơi. Rồi, anh, em mời anh trai sáu muối áo đen nè. Đó, đúng rồi, anh kiếm ai? Ừ, ông xã của em. Sáu muối hả? Rồi, lên đây, hai đôi em nặng lại cho sáu một muối. Rồi, xin mời anh trai lên. Và ngay bây giờ, xin mời về chúng ta bắt đầu. Dạ, số. Quay đều tay lên anh nha. Số gì đây, mấy gì ra, mấy gì đi cô, mấy gì ra, con mấy gì ra. Mấy gì đây, mấy gì ra. Cô mấy gì đây, cô mấy gì đây, cô mấy gì đây, mấy gì ra, mấy gì ra. Lắng lặng mà nghe, lắng lặng mà nghe tiếng kêu cờ ra con mấy. Cờ ra con mấy, cô mấy gì ra, con mấy gì ra. Quay bên ra, qua bên đây, mời trẻ luôn, cái gì không? Chưa thói tiền ai hả? Rồi, Linh chưa thói tiền ai cũng giật đó cái gì? Đây nè, cưng, lên đây là con em. Cô mấy gì đây, cô mấy gì ra, cô mấy gì ra. Cô mấy gì ra, mấy gì ra. Bà cô bác có dưới dòng này trở lại đây mà nghe chiêu số. Số đã có mấy. Cô mấy gì đây, nếu đúng là trời cho, không đúng là trò chơi. Nếu đúng là trời cho, không đúng là trò chơi. Thôi chờ rất đông vui. Chú đi xin mời bà con nghe cười. Lớ tao gì ơi, lớ tao thật hay. Từ vòng quay là xoay những nhau trời. Quên để thấy mùi chúng em tùy là người chân. Như gió lửa tắt đèn có nhau. Rớt chút cho đời nước mắt thấy cho mình. Nói như đến đèn sân khấu. Số gì đây, rồi đem bé qua cho Quỳnh Trang chị em ơi. Dạ kính thưa quý vị, chỉ còn có vài bà vẽ cuối tay thôi. Mà nhìn là vẽ cuối tay là nhận là vẽ ở trưởng nhiều may. Xin mời lại nhiều may mắn cho quý vị. Này giá đây nè, Sang ơi. Giá đây nè em ơi. Dạ rồi hả? Chị Lan ơi. Tốt gì đây, kìa Cương ơi. Dạ rồi quý vị. Để tụi em mang vé tới tận nơi tận chỗ phục vụ quý vị nha. Đây là dòng lời khuyến mại rất đặc biệt. Mua một tờ quý vị nhận được hai. Cái nào nè em ơi, chạy ra chị gái, chạy ra đó. Trời ơi chị quên mỏi cái nắng luôn kìa. Sang ơi chạy nào chị kìa. Dạ, cảm ơn chị luôn. Trời ơi anh cầm cái cây kìa. Dạ rồi, dạ rồi. Vô luôn em ơi. Tú Quỳnh trong này nè, Tú Quỳnh. Anh trai bên trong. Dạ anh. Ông xã vé không? Rồi, phục vụ ông xã chị nè mấy ơi. Chạy xuống nhanh lên cho chị em. Rồi quý vị, còn vài ba bé cuối tay quý vị ơi. Đó, những là bé cuối tay là chuyện là bé ớt rủi nhiều may. Số 3 là chuyện may mắn quý vị trong đời này. Rồi, thẳng vô luôn Quỳnh Hương ơi. Còn mấy gì ra, còn mấy gì ra, còn mấy gì đây. Còn mấy gì đây, hãy đến với nhau đêm này. Hãy đến với em đêm này. Hãy mua lắc lư chờ đợi mê say. Mua lắc lư chờ đợi mê say. Vui rồi ra. Hãy đến với nhau đêm này. Hãy đến với nhau đêm này. Rồi nhảy mới đi cưng. Hãy đến với nhau đêm này. Như mỗi lắc lư trở lại mê say. Như vui buồn. Mày bị cùi hay gì cái gớm vậy má. Tôi cứ nhảy hiếm hớp mày làm gì. Nó ra giống như nó bị uống gián nhà không nội ơi. Trời ơi. Mấy nhà nhảy phải sung lên hiểu không. Vô 2, 3. Hãy đến với nhau đêm này. Yeah. Như mỗi lắc lư trở lại mê say. Chết hả? Bà nội ơi, bà nội để cái xác lại nè má. Bà cố. Trời ơi. Ông nội ơi. Rồi đi lên đây, tự nhiên ngồi dưới nhà má. Tự nhiên ngồi dưới cho ma, thì lên đây. Trời ơi trời, thiệt á. Lên đây chị. Có gì đâu. Cái đầu nó giống mới xạ trị quá ha. Lên đây nè. Đây đoạn cuối chị. Rồi, giờ xuống đi ơi. Cô xứ gì đây, cô mấy chị đây, trao mài mà ủng dụng. 31, 31, 31, cô 31, cô 31, cô xứ gì ra, mấy chị đây. 31, cái mới một con mới, còn con vui nhất, còn kịp, cái 31 là 31. Mấy chị ra, cái mấy chị đây, cái mấy chị đây. 31, cái 31 là 31, 31 là 31, cái 31 là 31. Mấy chị ra, cái mấy chị đây, cái mấy chị đây. An phú đâm quai hồn mà lịch sử. An phú đâm lịch sử mà biên gương. Phú đâm dung dung mà kiên cường. Buộc dân gặp lết nhiệt hồn mà ngoại tâm. Năm
Hồi đó giờ quý vị coi xiếc heo chưa quý vị? Bây giờ để đó xiếc heo cho tụi bay nhạc đi. Cho người ta chứng kiến lại hết cho ai chưa kịp thấy. Nhạc lên đi cưng. Yo! Yo! Hey! Bà nội này cái đồ phụ tụt vậy đó, bà nói phụ tụt. Không phải đâu má. Yo! 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 Hey! Yo! Hey! Ha! Ha! Yeah! Ha! 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 Tiếp luôn ơi! Hồi tiếp luôn! Còn đó! Yo! Hey! Yeah, yeah, thằng kia ra đường là bê rồi nhà. Chung cửa là cả quen em, xin bàn giá cao. Như kia ra thì qua đâu qua. Yo, hey, hãy luôn lộn mèo luôn em ơi. Hey, 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 hey. Trời ơi, trời ơi. Trời, bà nội ơi. Nhìn nó như con voi tay lên trời đó nha. Còn con này điện giật mẹ hả ê. Mẹ có thiệt khùng không? Lạ quá. Bà má này mai mốt tiểu đường thôi ta dậy ớt. Rồi lại chơi với anh đi, lại chơi với ông xã đi kìa. Trời ơi, trời đó. Thôi cái sân khấu mới làm lợi đó. Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Con số gì đây? Kiểu mọc lòng con trai, kiểu phụng. Những chiếc tướng quân lực này cái một dùng. Là bước vào rừng kết nghĩa mà sân ca. 23, 23, 23, 23. Để 23. Ha! Con nè, nhìn hai đứa không biết cái nào con heo có bông, con nào heo thiệt luôn. Được rồi bà nội. Con 30. Đừng có nhìn ta mình hát không có vô. À dạ. Số gì đây? Con 30. Hey. Con 30 mười gì đây. Anh đi trễ lạc, còn tâm rối đôi rừng thông. Cánh chim nhỏ lạc đàn tìm, bến đầu để ngừng chân. Anh là một con đom đóm, mắt ánh sáng để xoay vòng. Chơi cho anh trở một mầm sống như chẳng chịu có vuông trồng. Vì lúc ấy ta còn trẻ nên đề bạc và mưu sinh. Anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi là lưu linh. Anh gắn bó với sông nước và cảnh vật đầy hữu tình. Còn người ta cho em áo lộn hỏi tại sao chẳng phụ mình. Lộn bài. À đó. Trời ơi, thấy mấy chị chứ tụi nó còn máu đàn ông lắm cái gì. Lên đi cho nó hát đi, cho nó hát lại lần nữa. Cho nó hát lại một lần đi, cho nó gỡ lại đi. Cái đầu mày chạy lên như bác học rồi kìa. Rồi xuống, ừ, rồi hát đi. Số gì đây, số gì đây, con số gì ra. Số gì đây, mười gì đây, mười gì đây. Mười gì đây, mười gì đây, mười gì đây. Ơi họ là họ ơi, không làm gì thì bằng dâu. Quê mình đây để bằng con. Em xinh đẹp không cần bằng thêm mới. Tiếng tuổi mà đã biết hẹn gọi cùng. Cách đây sắp em đây. Nét nhìn chàng bà đón trang. Đừng với bằng thịt sớm em ơi. Qua bông trắng và bông xanh. Cho anh nhà quê hỏi em còn đỏ là hay chăng. Là anh biết anh còn chờ ngày chung chúng em hỏi lửa. Ăn chung một mâm cơm. Hỏi chờ em nghe mỗi bữa. Hai đứa gặp
là chị em đủ cười duyên. Vậy là em biết anh là tiền, anh biết anh không nhiều tiền, nhưng mà tiền không phải là quyền. Anh có quyền thương, quyền nhớ, quyền viết cho em bài thơ. Và em gái đừng gọi làm ngơ khi gái anh chỉ chở lúa. Khi nào anh tỷ phú, khi đứa tóc anh chú mùa, chỉ cần ta còn bên nhau, còn không chú một cơn mơ. Chữ mưa ra số. Mày đá người ta, mày đá người ta, mày đá. Trời ơi là mày đá một. Mày bạn cãi thôi. Mày đi băng cái chân giữa mà lại đi bạn cãi. Nó đập một cái hứa lên đó bạn cãi. Trời ơi. Rồi hát lẹ đi con quỷ. Con 18 lẹ. Con 18, con 18, con 18 lại ghé cờ hơn xin lỗi dừng xe. Ta 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 ta. Dạ xin cảm ơn anh trai và xin được tặng cho anh trai một gói bom lưu niệm cùng với lớp Hương Nam. Dòng lời tiếp theo là dòng lời thân tài quý vị. Rồi bắt đầu dòng số dòng lời thân tài vé đôi luôn quý vị ơi. Dòng lời 227. Đúng yêu dòng lời à. Xin hãy là chị em nhanh. Rồi 18. Có 1. 23. Có 2. 30. Có 3. 55. Hợp lệ 4 có hàng ngang ạ. Dòng lời 153. Đúng yêu dòng lời. 18. Có 1. 23. Có 2. 30. Có 3. Và 55. Dạ rồi dòng lời 224. Đúng yêu dòng lời. 18. Có 1. 23 có 2 30 có 3 55 hợp lệ ạ. Dòng loại 226 đúng yêu dòng loại. 18 có 1 23 có 2 30 có 3 và 55 hợp lệ ạ. Rồi dòng loại 225 đúng yêu dòng loại. 18 có 1 23 có 2 30 có 3 55 hợp lệ luôn ạ. Hợp lệ. Dạ rồi bây giờ mình chia đều hay là mình quay số để chia đều. Dạ mời anh chị vào bên trong nhận về tròn về giá trị giải thưởng của mình. Dạ sai ạ, con lợi chắc chắn là một lợi thân tai và đặc biệt đây là một tấm lá vé đôi mình mua một tặng một ạ. Cơ hội mình